Rồi, xin chào các em. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các em sửa cái đề giữa kỳ khối 10 của trường Trung học phổ thông Trần Phú. Chúng ta đi qua phần trắc nghiệm. Câu thứ nhất, dựa vào phương trình nhiệt hóa học của các phở sau, hãy cho biết cặp phở thu nhiệt là. Như vậy chúng ta thấy nhớ là cái delta H mà đó là âm là phở tỏa nhiệt, dương là phở thu nhiệt. Như vậy chúng ta thấy cái delta R này, hai phở 2 và 4 là dương. Như vậy đây chính là phở thu nhiệt, chúng ta chọn D. Chọn phát biểu nào sau đây là sai? Tất cả các phở mà chất tham gia có chứa nguyên tố oxy đều là tỏa nhiệt. Phở tỏa nhiệt là phở giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt. Tất cả phở cháy đều tỏa nhiệt. Phở thu nhiệt là phở hấp thu năng lượng dưới dạng nhiệt. Và như vậy chúng ta sẽ chọn câu A. Tất cả phở tham gia chứa nguyên tố oxy đều là tỏa nhiệt. Một số phở nó sẽ thu nhiệt, nó làm cho cái nhiệt độ môi trường nó sẽ hạ xuống, chứ không nhất thiết phải là nó tăng lên. Câu số 3, số oxy hóa của sulfur trong trong các chất này lần lượt là. Như vậy chúng ta biết cái hydrogen là dương 1, oxygen là trừ 2. Như vậy 2 nhân cho này là dương, dương 2 trừ cho xéo thì ra là trừ 4, như vậy chỗ này sẽ là cộng 4. S đơn chất là không, chỗ này là trừ 2 thì chúng ta là cộng 6. Đây là cộng 1 thì chỗ này là trừ 2. Như vậy số oxy hóa lần lượt là 40 dương 6 và trừ 2. 40 dương 6 và trừ 2, chúng ta chọn C. Phương nào sau đây biểu diễn tạo thành tiêu chuẩn, có nghĩa là nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của CO. Các em đã học trong sách giáo khoa rồi, nhiệt tạo thành chuẩn là nhiệt tạo thành một mol của chất đó với các đơn chất bền nhất. Nhiệt các phấn mà tạo thành CO đây là 2 mol, 2 mol, chúng ta chọn 1 mol, chúng ta chọn câu D. Câu số 5, cho phương trình nhiệt hóa học Shell delta RH2980 là một. Này là phở thu nhiệt. Giá trị biến thiên chuẩn của phở này, thì chúng ta thấy cái biến thiên enthalpy chuẩn á, là của phở này chính là cái delta R. Delta RH2980 thì nó bằng delta R 2 lần, là nhiệt tạo thành của H của NO, delta nhiệt tạo thành của NO298 nha. Không. Trừ đi 2 lần nhiệt tạo thành delta F của 2980 của NO2. Như vậy delta nhiệt tạo thành của phở này chúng ta thấy nhiệt tạo thành của cái phở ở trên á, thì chỗ này nó ra được là cộng 114 kJ. Như vậy nhiệt tạo thành của phở dưới em thấy nó chính là cái NO2, chúng ta suy ra là delta RH2980 của phở á, thì nó bằng là delta nhiệt tạo thành của H2980 NO2, chúng ta trừ đi nhiệt tạo thành của delta S H2980 của NO, hệ số là 1 thôi. Như vậy trên này chúng ta chia cho 2, chúng ta chia cho 2, sau đó chúng ta đảo cái
NOA. Như vậy bên này 114 nó sẽ chuyển qua thành dấu dấu âm. Như vậy là âm 114, 114. Chúng ta chia cho 2 thì ra được là âm 57. Như vậy đáp án là câu A. Rồi chúng ta đi qua câu số 6, phát biểu nào sau đây là sai. Hằng số tốc độ cực hứng phụ thuộc vào thời gian, tốc độ cực hứng đơn giản tương theo định lực tác dụng khối lượng. Hằng số tốc độ cực hứng phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất môi trường. Hằng số tốc độ cực hứng là tốc độ cực hứng khi đồng độ với chất thời gian cực hứng bằng nhau và bằng mỗi m. Như vậy chúng ta đã học cái trên lớp rồi, hằng số tốc độ cực hứng nó chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ thôi, không thời gian. Chúng ta chọn nhiệt độ và bản chất cực hứng nha. Chúng ta chọn câu A. Còn đối với trường hợp là cái V nó bằng K nhân tích nồng độ của A mũ A gì đấy nhân cho nồng độ của B mũ B, mà mé này bằng 1 cho nên nó bằng K luôn, cho nên câu D cũng đúng. Có nghĩa là nó khi nồng độ với chất bằng nhau bằng 1 m thì tốc độ hướng thì nó chính bằng cái hằng số tốc độ hướng. Câu số 7, khi cho một lượng chất xác định vào bình để hướng bọc sẽ ra tốc độ hướng sẽ chậm dần khi phản ứng kết thúc. Câu số 8, quy ước về đây dấu của delta HR298. Như là chúng ta âm tỏ dương thu, dương tỏ nhiệt là sai rồi. Thu nhiệt mà âm tỏ dương thu, ở chỗ này là đúng đó, câu B nha. Thu nhiệt này cũng sai luôn, không cũng sai luôn. Như vậy chúng ta chọn câu B. Trong quy trình phản ứng sao chất bị oxy hóa là bị quá sự, lý sự quá thì bị. Như vậy là chúng ta thấy là mn á là cộng 7 sang mn dương 4, y là trừ 1 sang y 0. Như vậy tăng là y nè, từ trừ 1 tăng lên 0. Như vậy là tăng là chất khử, như là quá trình là quá trình oxy hóa y trừ. Như vậy chất bị oxy hóa, bị quá sự hay là quá trình oxy hóa là giống nhau, vì chất bị oxy hóa là K đây. Còn chất oxy hóa đó là K-4. Bị là ngược lại nghe, bị quá sự. Chúng ta nhớ là bị nè, lý sự quá thì bị quá sự. Ví dụ nói y trừ K-Y là bị oxy hóa cũng đúng. Hay là K-Y đó là quá trình oxy hóa K-Y cũng đúng. Hay là gọi là sự oxy hóa K-Y cũng đúng luôn. Nhà mai câu đó thì đúng. Rồi câu số 10, cho phản ứng sao mối liên hệ với tốc độ tức thời và biểu diễn từ biểu thức. Chúng ta có với số mũ tức thời đúng không, lần k nhân cho nồng độ nơi cho dành mũ 1 nhân cho nồng độ 2 cho dành mũ 3. Như vậy chúng ta chọn B. Đây là số mũ, đây là 1. Câu 11, cho phương trình phản ứng hóa học giữa nitrogen và oxygen sao với delta H dương, âm tỏ dương là thu nhiệt. Như vậy là phản ứng hóa học xảy ra có sự hấp thụ nhiệt từ môi trường. Câu D, phản ứng xảy ra khó khăn hơn, âm mới là dễ dàng.
còn hiệu ứng delta hát dương là vẫn khó xảy ra. Muốn xảy ra được thì chúng ta phải cần cấp cấp năng lượng cho nó, hay gọi là cấp năng lượng giải nhiệt. Câu 12, trong số các chất xa chất nạp vẫn vẫn là vẫn oxy hóa khử là vẫn oxy hóa khử là vẫn có sự thay đổi số oxy hóa, như vậy là có sự tăng giảm số oxy hóa, là đoạn câu C. Từ dương 5 3 từ trừ 2 lên 0. Số oxy hóa của nitrogen trong ion nitrate là chúng ta đây là dương 5, nó là tiền thân của H2O3, như vậy nó là dương 5. Cho hướng là tốc độ của hướng, tốc độ của H2 mất đi thì sự hình thành của NH3 như thế nào? Thì H2 chúng ta mất đi, chúng ta gọi là 1 mol đi, thì NH3 nó sẽ là 2/3. Như vậy khi mà NH2 mất đi 1 mol thì cái NH3 này, ammonia này á, là nó sẽ mất đi, nó sinh ra 2/3. Như vậy là bằng 2/3. Thí nghiệm giữa hydrochloric acid và calcium carbonate được biểu diễn như hình vẽ. Trường hợp tốc độ phản ứng là chậm nhất. Như vậy chúng ta thấy là nhiệt độ càng tăng thì tốc độ nó sẽ càng nhanh. Đó, như vậy ở đây cái nhiệt độ này sẽ cao hơn, và trong hai cái hướng đậm đặc thì đậm đặc nó sẽ lớn hơn, nhưng mà ở đây chúng ta thấy nhiệt độ đây nó sẽ thấp hơn nữa là 30 độ. Như vậy nhiệt độ thấp thì vẫn tốc độ vẫn diễn ra nó chậm hơn, mà lại nồng độ lại thấp nữa, ví dụ axit lỏng thì lại càng diễn ra chậm. Như vậy chúng ta chọn cái hình A này. Rồi câu 16, xét vẩn sao cho vẩn trên đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol mg vẩn trên này. Rồi chúng ta có 2 mol giải nhiệt nha. 2 mol mg thì cái lượng nhiệt của delta R này H2980 thì ra được là 1204 âm nha. Đó. Như vậy 0,1 thì chúng ta tạm sức qua 0,1 các em nhân cho 0,1 nhân cho 1204 1204 đúng rồi, chúng ta chia cho 2 thì nó ra được là 60 âm 60,2. Như vậy là cái chấm hỏi này ra sao bằng là âm 60,2 kJ. Chúng ta chọn C. Phương trình tổng hợp ammonia, nếu tốc độ phản ứng tạo thành NH3 là thì tốc độ của H2 là. Rồi chúng ta nãy chúng ta nói rồi đó, nếu tốc độ ở đây chúng ta thấy là tốc độ chúng ta đặt là của, nếu tốc độ hình thành NH3 là bao nhiêu? Chúng ta giả sử đây là 0,345 là NH3. 345. Như vậy tốc độ hình thành H2 chúng ta nhân cho 3/2 thôi. 0,345 chúng ta nhân cho 1/5 là 3/2 thì nó ra được là 0,5175. Rồi chúng ta chọn câu B. Cái này sẽ làm tròn 3 số mới không. Rồi.
Rồi chúng ta qua câu số 18, tính biết riêng ta bi chuẩn của hướng này. Rồi chúng ta rồi ha. N2 là N nối 3, đó là liên kết 3, nên cộng cho 3 hydrogen. Cho ra là 2NH3 là ammonia. Từ đây các em thấy cái đèn năng lượng liên kết đã có rồi, cái delta R298 thì nó sẽ bằng, chúng ta năng lượng liên kết của khóa nó vừa nói 3 này là 945, chúng ta cộng cho 3 lần năng lượng phá vỡ liên kết HH là 432, trừ đi 2 lần phá vỡ 3 năng lượng của NH là 3 lần, NH là 391. Đây là đáp số 945, ta cộng cho 3 nhân cho 432, trừ đi 2 nhân 3 nhân 391 thì chúng ta ra đáp số là âm 105, 105 kJ. Như vậy chúng ta chọn A. Rồi câu 19, cho hướng sau nồng độ của BR ban đầu là A, sau 50 giây nồng độ còn lại là 0.01, tốc độ trung bình của hướng trên là 4 × 10^5 mol trên lít giây. Thì em áp dụng cái tốc độ trung bình đó, thì nó sẽ bằng là trừ delta C, delta C của BR2 chia cho delta T. Và chúng ta thế số vô, delta C bây giờ là trừ, chúng ta lấy sao chữ đầu nên nó mới có giá trị âm phía trước để cho thành số dương là 0.01. Các em trừ đi A, chúng ta chia cho 50 giây, thì cái này nó sẽ bằng là 4 × 10^5 mol trên lít giây. Ở đây các em suy ra A bằng 4 × 10^5 nhân 50. Chúng ta đảo dấu vào bên trong thì chúng ta cộng cho 0.01 nữa là 0.012. 0.012. Như vậy chúng ta chọn câu C. Rồi câu 20. Câu 20 có vẻ là câu hấp dẫn nhất trong đề. Rồi câu 20. Trong quá trình sao hòa tan ít bột giặt với nước trong lòng bàn tay, thấy lòng bàn tay ấm lên. Như vậy các em thấy cái lượng nhiệt nó sẽ tỏa ra xung quanh. Lượng nhiệt nó tỏa ra xung quanh cho nên lúc này nó làm cho cái nhiệt độ môi trường ở xung quanh này nó sẽ nóng lên. Như vậy đây chính là vượng tỏa ở nhiệt. Đốt cháy gas thì chúng ta thấy nó sinh ra một cái lượng nhiệt luôn, nó cũng tỏa nhiệt luôn. Quá trình muối kết tinh từ nước biển ở độ muối thì các em biết là muối nó muốn kết tinh được á thì nó phải, người ta phải làm bốc hơi nước của muối. Như vậy muốn kết tinh được á thì phải làm bay hơi nước, và bay hơi nước phải là cung cấp nhiệt. Cung cấp nhiệt có vẻ có nghĩa là vẫn này là vẫn thu nhiệt. Giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm thì các em biết muốn đọng trên lá cây được thì cái môi trường xung quanh nó phải lạnh, phải lạnh thì người ta phải rút nhiệt ra. Rút nhiệt ra có nghĩa là nó phải tỏa ra lượng nhiệt khi nó kết tinh lại.
Như vậy vướng này là vướng tỏ nhiều luôn. Ví dụ như chúng ta dễ hiểu thế này là các em lấy cái cây nước đá, người ta làm nước đá, nước đá nó tan ra là quá trình thu nhiệt, à nó làm cho quá có môi trường nó sẽ lạnh đi. Còn muốn ngược lại cái nước đá mà em muốn kết tinh lại thì em phải lấy nhiệt đi, hạ nhiệt độ xuống, phải lấy nhiệt ra liên tục mới hạ nhiệt độ được. Lúc đó vẫn đó là vẫn tỏ nhiệt. Như vậy chúng ta quá trình số quá trình tụ vẫn tụ nhiệt là câu B một này. Rồi câu 21, tính biên thiên entropy chuẩn của giá trị thì cái đơn chất này bằng không à. À chúng ta lấy hai chúng ta nhân cho ba hai ha, chúng ta nhân cho là 395,72 trừ đi hai nhân cho 296 trừ cho thành cộng nha em, là cộng cho, xin lỗi chỗ này là ra gì đây, để dấu mất công hơi xa, trừ cho thành cộng em lấy là 296,83 nha. Và chúng ta tính từ từ ra delta RH 2980 thì đó bằng việc tạo thành của SO3 là 2 nhân cho trừ 395,72, chúng ta trừ đi 2 nhân cho trừ 296,83 thì chúng ta ra được là 2 nhân cho 296,83 em trừ đi 2 nhân cho 395,72 thì chúng ta đáp số là âm 197,78, thì vậy chúng ta chọn A. Rồi chúng ta qua câu 22, cho một viên đá nặng 1 gram vào HCl2M độ 25 độ C, biến đổi nào sau đây không làm một khí thoát ra nhanh hơn? Tăng nhiệt độ chắc chắn một khí xuất ra nhanh hơn rồi, thay viên đá 1 gram bằng bột thì chắc chắn là một khí nó thoát ra nhanh hơn rồi, thay đổi nồng độ luôn thì bọt khí nó cũng thoát ra nhanh hơn luôn, nồng độ đậm đặc hơn, tăng thể tích à, tăng thể tích thì nó nồng độ nó không đổi à, thì lúc này nó cũng không có tăng bọt khí được nên chúng ta chọn D. Rồi chúng ta qua câu 23. Cho vướng biến thiên enthalpy của vướng, em thấy là delta này là delta RH298. Rồi trước nha, H298. Em nói âm. Em thấy chất đầu, delta H của chất đầu lớn hơn chất sản phẩm. Như vậy sản phẩm trừ chất đầu thì nó sẽ ra âm. Như vậy delta HR này là vướng tỏ ở nhiệt. Thì em tỏ dương thu. Thì đây chúng ta quy phương trình là S cộng cho O2 rồi O2 và delta HR là âm 296,8 thì vậy chúng ta chọn C. Yếu tố nào sau đây đã áp dụng để thay đổi tốc độ của vướng trong hình 19.7? Ở đây chúng ta dùng bình oxy dành thì làm tăng nồng độ oxy. Như vậy là chúng ta dùng yếu tố C mà bảo quản tủ lạnh thức ăn, chúng ta dùng áp yếu tố là nhiệt độ đầy độ dư muối, là chúng ta dùng cái yếu tố là men men gọi là xúc tác nha. Nhưng mà chúng ta chọn luôn cái ABC. Rồi câu 25 cũng là câu hấp dẫn, khi để nhiệt độ 30 độ thì quả táo hư sau 3 ngày, khi bảo quản tủ lạnh nhiệt độ là 0 độ thì quả táo hư là 24 ngày, như vậy là bao
Nếu bảo quản 20 đồi quả táo sẽ bao nhiêu ngày sẽ bị hư? Thì chúng ta dùng cái công thức tính tốc độ cộng hướng của hai trường hợp á, tốc độ tức thời. Thì chúng ta sẽ có V á, thì nó bằng V1 chia với 2. Thì nó bằng gamma, có nghĩa là bằng T2 chia T1. Em lưu ý là thời điểm đầu, thời điểm 2 bằng T2 chia T1, nó tỷ lệ nghịch với thời gian. Thì nó bằng hằng số tốc độ phản ứng, chúng ta đặt ở đây là cái x đi nha, hệ số tốc độ phản ứng. Này là hệ số nhiệt độ, xin lỗi, hệ số nhiệt độ. Chúng ta x ở đây là 30. Tôi đặt thời điểm ban đầu là 30 độ, thời điểm thứ hai là 0 độ C. Rồi chúng ta chia cho mấy đây? Chia cho 10. Thì bằng là x mũ 3. Mà T2 chia T1, T2 là thời điểm nhiệt độ 0 độ C là 24 ngày. T1 là thời điểm nhiệt độ là 30 độ C là 3 ngày. 8, 3, 24, như vậy lần 8 là bằng 2 mũ 3. Ở đây chúng ta suy ra cái x thì nó bằng là 2. Như vậy chúng ta vẫn áp dụng cho trường hợp cái trường hợp thứ ba, đó là V1 chia cho V tốc độ phản ứng thứ ba đi nha. Thứ ba thì nó bằng là T3 chia cho T1, thì nó bằng là 2 mũ. Lúc này chúng ta lấy 30, chúng ta trừ đi 20, các em chia cho 10. Thì chỗ này chúng ta bằng là 10 chia 10 được 1 là 2. Như vậy suy ra trường hợp chúng ta yêu cầu đề bài chúng ta tính cái T mấy đây? Là cái T3. Như vậy T3 nó sẽ bằng là 2 nhân cho T1. T1 là 3. Như vậy nó sẽ bằng 6 ngày. Và chúng ta chọn đáp án là câu D. Các em lưu ý chúng ta đặt cái dấu này V1 chia V2, V1 chia V3 cho nó thuần thục nha. Cái V1 là ứng với thời điểm nhiệt độ cao, V2 là ứng với thời điểm nhiệt độ thấp hơn. Đã lưu ý dùng cái công thức này cho nó nhìn nhuyễn rồi. Rồi chúng ta qua câu 26 luôn nha. Nung 2 cũng nghiệm ra phản ứng xảy ra khi ngừng đun nóng, phản ứng 1 dừng lại, còn phản ứng 2 tiếp tục xảy ra, chứng tỏ. Thì các em thấy cái phản ứng 1 này chúng ta cần thấp nhiệt, nghĩa là phản ứng thu nhiệt, còn phản ứng 2 nó tự tỏ ra. Như vậy là phản ứng 1 là phản ứng thu nhiệt, phản ứng 2 là phản ứng tỏ nhiệt. Câu 27, đồ thị biểu diễn đường cong nào của hai đô rành. Thì chúng ta thấy cái trong cái đường cong này thì nó có hai cái đường cong của nồng độ giảm. Ở đây em thấy là tỷ lệ này oxy giảm 1 thì hydrogen giảm 2, giảm nhiều hơn. Như vậy chúng ta sẽ chọn hình giảm nhiều hơn là đường 3. Xét hướng nghiên cứu sửa đổi nồng độ theo về thời gian cho hình đồ thị mô tả thời gian có chất. Chúng ta thấy đối với phản ứng trên thì hydrogen và carbon nó sẽ giảm nồng độ, còn đối với đây chính là cái sự tăng nồng độ, chính là cái biểu diễn đồ thị của HCl. Đây là đồ thị tăng, có nghĩa là nồng độ HCl tăng theo thời gian. Rồi câu số 1 và phần tự luận nha. Cân bằng phản ứng oxy hóa khử của trường hợp sau là K2C27. Như vậy bước 1 chúng ta vẫn xác định số oxy hóa đây là -1, -2 dương là -6. Phải không? 14 cộng cho này là 12 -12. Và bên đây sẽ là 0, CR đây sẽ là dương. Dương B. Như vậy chúng ta đưa lên ha, KL từ -1 sang KL2 0, chúng ta điền lên đây 2 -2
trừ cho 0, rồi ra trừ 2, chuyển qua bên đây còn 2 trừ. CR chúng ta thì đây là dương 6 là 2 lần. Sang bên đây CR dương 3, chúng ta đồng nhất hệ số là dương 3. 2 lần 6 12 trừ cho 6 là còn 6 e con. Như vậy giữa 2 và 6 chúng ta nhân ở trên cho be, nhân ở dưới cho 1. Rồi, em thế số vô. Chỗ nào có 3 cờ lo chúng ta đưa lên là 3. Phải trước trái sau nha. 2 cờ lo. Kali ở đây là 2, chúng ta cũng điền 2 luôn. Nào, điểm cờ rờ nó là 6, à, xin lỗi, CL nó xong. Cờ lo điền. 2, 6 là 8, 8 cộng 6 là 14. Như vậy đây là 14 nó sẽ là. Như vậy chúng ta đây là 7 nước. Ơi vậy chắc cô siêu quá là HCL. Xin lỗi, chắc cô siêu quá là K2CL27. Chắc thử. À đó là HCL. Lưu ý cái này. Rồi qua luôn câu số 2. Cho các hướng từ Hy Lạp thì nó nói chung là em tự đọc đấy nha. Nó tạo năng lượng cùng đốt cháy cùng định hướng với tính biến thiên entropy. Cho dạy thực tế chúng ta tính biến thiên entropy của cái này thôi. Như delta RH 2980 thì nó bằng 6 lần biến thiên của CO2. 6 lần CO2. CO2 đây là âm 393,5 cộng cho 6 lần biến thiên entropy của nước là âm 285,8. Chúng ta trừ oxy dành bằng 0 rồi, đơn chất là chỗ này còn trừ là năng lượng của trừ 1260 để chúng ta đặt số trừ trừ thành cộng, bấm là 1260, em trừ đi 6 nhân cho 393,5 trừ đi 6 nhân cho 285,8 thì chúng ta đã đáp số ra được là âm 2815,8 kilojoule. Rồi chúng ta vào khâu kế tiếp luôn nha. Viết phương trình phản ứng hóa học biểu diễn entropy của phản ứng này. Ở đây là phản ứng dương thu nhiệt. Nhưng mà chúng ta viết phương trình nhiệt hóa học á thì nó phải ghi đầy đủ nha em. Đó là 2ClF3 ở trạng thái là gas. Cộng cho oxy dành là 2 oxy dành phải cũng trạng thái gas luôn. Thì lúc này nó sẽ ra được là CL2O ở trạng thái gas cộng cho 3 lần Fe, xin lỗi, Fe F2O cũng gas luôn. Và đặc biệt phương trình nhiệt hóa học chúng ta phải ghi luôn là delta H là. Em ghi delta H song song cái này nha. Delta H
2980 đánh tháp bây giờ thì nó bằng là cộng 39 394 hay 1 kJ đó. Phương trình nhiệt hóa học là phương trình chúng ta ghi đầy đủ, nó khác với phương trình bình thường là chúng ta phải ghi trạng thái khí là lỏng rắn dung dịch và cái nhiệt của phấn. Rồi câu số 4. Rồi câu số 4. Ở 40 độ C phân hủy của hydrogen peroxide là ra nước và oxygen. Nồng độ biến thiên theo bảng, tính tốc độ trung bình của H2O trong khoảng thời gian từ. Như vậy là M trên dây thôi. Đó, trên dây. Như vậy là biến thiên nồng độ của nó, tốc độ trung bình. Delta xin lỗi, cái tốc độ trung bình đặt là V trung bình thì nó bằng trừ delta C chia cho delta T thì nó bằng, khi em ráp số vô nồng độ em thấy cái H2O2 nó sẽ giảm đi à, cho nên là chúng ta tính H2O2 nó mang dấu trừ, trừ là 0,025, chúng ta trừ đi 0,05, các em lấy 6 12 trừ cho mấy 16 thì ra đơn vị là gì em, là giờ. Giờ các em đổi giờ phút là 60 phút mà 1 phút lại 60 giây, 60 phút thì chúng ta nhân cho 3600 giây nữa thì cái này nó sẽ ra bằng. Sáu nhân cho 3600 dây mũ trừ 1 chúng ta nhân cho 0,05 trừ đi 0,025 chúng ta đóng ngoặc lại ở chỗ này nó ra được là 1,157. 4 bỏ số sau nha, nhân cho 10 mũ trừ 6 mol trên lít dây hay là M chia cho dây. Rồi câu số 5. Chúng ta còn hai câu nữa chúng ta hát. Số 5. Hệ số tốc độ, hệ số nhiệt độ có phấn là 3 tốc độ phấn biến đổi thế nào khi tăng nhiệt độ từ 80. Chúng ta áp dụng với cái biểu thức định lực tác dụng khối lượng thì các em sẽ có là V 1 chia V 2 hay là thời điểm của 1 chia 2 thì nó bằng cái hệ số nhiệt độ chúng ta nhân cho 130. Và em nhớ nếu mà đây chúng ta chọn 130 thì là V2 nha. Lên nha. Chúng ta chọn đây V2 cho nó dễ. Các em lưu quy ước thôi nha, cái này lật lên lật lại thôi, lật qua lật lại nó cũng ra. Thì bây giờ chúng ta quy ước với 2 thì nó lớn hay là 1? 1 cho lớn đi ha. 1 là thời điểm chúng ta chọn đây đi. Đây là 1 nè. Thời điểm thứ 2 thì 1 thì chọn là 130. Các em trừ thời điểm thứ 2 đó là 80. Chúng ta chia cho 10 thì nó bằng 130 trừ 80 thì nó ra được 50 chia 10 được 5 là 345. 345 nó bằng là 243.
Như vậy em thấy cái tốc độ của thời điểm thứ hai thì nó sẽ gấp 2 lần thời điểm thứ nhất, là tôi đặt là cái V2 là thời điểm 80 độ C nha em, này là thời điểm cái V1 là 130 độ. Chia ra tốc độ của phưởng tăng 243 lần khi chúng ta nâng nhiệt độ lên. Từ 80 độ C đến 130 độ C. Các em ghi đàng hoàng nha. Tôi ghi tắt cho nó nhanh. Rồi chúng ta qua câu cuối cùng, mừng quá, giờ đến đây là hết chủ đề rồi. Rồi thạch cao nung là hóa chất sử dụng để bó bột trong y học, và thạch cao nung có công thức là Ca2O4.2 nước. Lõi sống chứ, rồi sống là hai nước nha, nung là một nước thôi. Nhưng mà chúng ta sống chúng ta đem nung nóng vậy ra được thạch cao nung là 0,5 nước. Như là thành phần sau đây tính từ nhiệt cấp ra năm, tại vì chúng ta cũng tính delta pi, có nghĩa là delta R của phản ứng H2O9 không thì nó bằng, chúng ta lấy nhiệt tạo thành của nước là 3/2 các em nhân cho nước là -241,82, chúng ta cộng nhiệt tạo thành của Ca4 nước trừ 1575, chúng ta trừ đi nhiệt tạo thành của Ca4 nước là trừ đi cho trừ 2021, thì các em bấm cái này ra 2021 chúng ta lập dấu là chúng ta trừ 1,5, chúng ta nhân cho 241,82, chúng ta trừ đi 1575 thì nó ra được cái delta HR là 83,27. Đơn vị ở đây chúng ta thấy là nó ra kilojoule. Rồi, đến đây chúng ta tam xuất thôi. Ở đây cái Ca4 em bấm phân tử khối nó ra là Ca là 40 cộng với đo 4 là 96 cộng nước là 18 ta nhân cho 2 để ra được là 172. Phân tử khối của này là ra 172. Như vậy nhiệt tạo thành của phản ứng là tính trong một mol hoặc là khối lượng của gam chất đó. Như vậy chúng ta dùng tam xuất thôi. 172 gam thạch cao sống thì cần một cái lượng nhiệt tỏa ra, thì thu được ha, cần lượng nhiệt là 83,27 kg. Rồi như vậy 5 kg, 5 kg có nghĩa là 5 nhân cho 10 mũ 3 gam thì chúng ta sẽ cần một cái lượng nhiệt là m gam, từ đây em suy ra m thôi. Là 5 nhân cho 10 mũ 3 là 5.000, chúng ta nhân cho 83,27, 83,27 chia cho 172. Rồi nó ra được là 2420,639, chúng ta đặt là 64 nha, đơn vị là kilojoule.
Đây chính là ở mình đặt cái nhiệt thì nó tùy vào đặt cái quy đi nha. Đó, chúng ta ra một cái lượng nhiệt thu vào là bao nhiêu, mình đặt cái quy luôn. Còn một cái lượng nhiệt là 24.420,64 kJ. Rồi kết thúc cái đề đây. À, xin chào và hẹn gặp lại các em nhé. Chúng ta có thắc mắc hay là có cái gì mà cần trao đổi thì chúng ta hãy comment bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các em.